Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước về đề tài mà chuyên mục chứng khoán cuối tuần sẽ tiếp tục triển khai trong tuần này sẽ tiếp tục câu chuyện bức xúc của cổ đông của một doanh nghiệp nhà nước chậm thoái vốn của tuần vừa qua. Để thấy rằng những vướng mắc tiếp theo của quá trình cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước là gì, có mang lại lợi ích cho cổ đông hay không, cổ đông đang lo ngại điều gì, chứng khoán cuối tuần tuần này với chủ đề cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước vướng ở đâu phần 3 sẽ tiếp tục câu chuyện về cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi tiếp tục câu chuyện chậm thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí, mã chứng khoán DPM. Điều khiến cổ đông của doanh nghiệp không khỏi lo lắng và họ lo ngại nếu như cứ lần nữa chần chừ không thoái vốn, khả năng mất vốn của nhà nước có thể sẽ xảy ra, đặc biệt khi doanh nghiệp sụt giảm về lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông, giá cổ phiếu cũng ghi nhận giảm, ghi nhận của phóng viên VTV. Ông Trương Văn Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An cho biết, hiện công ty ông đang nắm giữ khoảng 5,2% vốn điều lệ tại Tổng công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí, mã chứng khoán DPM, được gọi là cổ đông lớn và cổ đông chiến lược của đơn vị này, nhưng dường như không có tiếng nói trong doanh nghiệp. Đã gần 2 tháng kể từ khi ông Hiền có kiến nghị và ý kiến về việc DPM vi phạm trong việc bầu hội đồng quản trị và chậm thoái vốn, nhưng đến nay vẫn chưa có bất cứ một phản hồi nào từ DPM. Thì tôi thì phải nói khi gửi văn bản xong thì sau tháng thì Ủy ban chứng khoán đã có văn bản, tức là khẳng định là cái việc đại hội của Tổng ty Đàm Phú Mỹ là không đúng với luật, không đúng với nghị định và yêu cầu là phải đại hội sớm nhất. Nhưng từ đó đến thời điểm này là có như là gần 2 tháng cuối cùng vẫn chưa có triển khai. Và chúng tôi là có văn bản gửi cho cả Tập đoàn Dầu khí, gửi cho cả Tổng ty Đàm Phú Mỹ, nhưng đến hôm nay vẫn chưa có một cái đồng tình gì cả. Mà cả một cái tổng tí thế mà cả hội đồng quản trị mà bầu sai luật mà cuối cùng cũng triển khai các cuộc ngày, thì tôi nghĩ nếu như cái này thì kỷ cương phép nước nó cũng quá là xem thường. Ông Hiền đã gửi kiến nghị đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc doanh nghiệp vi phạm luật trong việc bầu thành viên hội đồng quản trị. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có trả lời bằng văn bản như sau. Về cơ cấu thành viên hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 5 điều 13 nghị định số 71 năm 2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Cơ cấu thành viên hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Hiện nay, số lượng thành viên hội đồng quản trị tại DPM là 5 người, nhưng chỉ có một thành viên hội đồng quản trị độc lập là ông Louis T. Nguyễn. Như vậy, số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập của DPM chiếm tỷ lệ là 1/5, nhỏ hơn 1/3 tổng số thành viên hội đồng quản trị, là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 5 điều 3 nghị định 71. Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có công văn yêu cầu DPM thực hiện bầu bổ sung thêm thành viên hội đồng quản trị trong thời gian sớm nhất để đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị theo quy định tại điều lệ công ty và đảm bảo tuân thủ quy định về cơ cấu thành viên hội đồng quản trị theo nghị định số 71/2017 của nghị định chính phủ. Nhưng đến nay thì doanh nghiệp vẫn chưa có động thái nào để bầu lại thành viên hội đồng quản trị. Còn về hoạt động sản xuất kinh doanh, cổ tức mà doanh nghiệp ông Hiền đã đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước nói trên đã giảm đột ngột từ 20% năm 2017 xuống chỉ còn 10% năm 2018. Chưa hết, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này cũng giảm đáng kể. Năm 2012, lợi nhuận trước thuế là 3.400 tỷ đồng. Năm 2012, lợi nhuận trước thuế của DPM là 3.400 tỷ đồng. Thì sang năm 2017, con số này chỉ còn khoảng 400 tỷ đồng. Trong khi doanh thu các năm xê dịch không nhiều, đại diện Cục Tài chính Doanh nghiệp cho rằng việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp do diễn biến thị trường. Thì chúng tôi cũng nói rằng là trong giai đoạn vừa qua thì thị trường phân bón có nhiều biến động. Đặc biệt là khi chúng ta hội nhập sâu vào khu vực ASEAN thì cái cạnh tranh của các hàng hóa phân bón từ ASEAN vào thì cũng tác động nhiều đến cái thị phần của doanh nghiệp. Và chúng ta cũng phải thấy là trong thời gian qua thì cái doanh nghiệp này nó cũng được bao cấp với cái đầu vào giá khí thấp hơn thị trường, cho nên nó có những cái lợi thế nhất định. Chính bây giờ chúng ta phải trả lại với thị trường, theo đó là gì, đầu ra thì sao theo giá khí thị trường và phải cạnh tranh. Thì rõ ràng như vậy thì họ phải có đề án, phải xây dựng lại cái chiến lược kinh doanh và cái đề án kinh doanh phù hợp với cái tình hình thực tế mới. Thì rõ ràng như vậy thì nó sẽ có những cái tác động nhất định đến cái việc thay đổi quản trị, thay đổi cả những người lãnh đạo cũng phải có những thay đổi nhất định. Do đó thì đây là một quá trình tái cơ cấu và cái quá trình chuẩn bị để đảm bảo là gì thoái vốn thành công. Thế thì chúng tôi cho rằng là
đấy là một trong những cái giải pháp của doanh nghiệp cũng cần được đưa ra. Còn cổ đông của doanh nghiệp lại không nghĩ như vậy. Mà đúng ra thì cái này là nếu như quản lý tốt thì duy trì như cái tốc độ tăng trưởng thì khẳng định là đàm phú mỹ rất hiệu quả. Chứ nó còn không phải, nhưng mà cái này là do trong cái công tác quản lý. Rồi bên cạnh nữa thì lại là khi mà một cái doanh nghiệp mà đã có cái kế hoạch mà thoái vốn rồi thì là trình tối trình sáng nên là tiêu cực, nhưng cuối cùng trở thành là không hiệu quả. Thì cô bảo này coi như là cứ năm sau thì hiệu quả thấp hơn năm trước đến 6-7%, thậm chí như kế hoạch của năm 2018 đấy là lợi nhuận không bằng 5% của năm 2017. Thì đó là một cái điều là giá cổ phiếu nó xuống thôi. Còn nếu như mà quản lý chuẩn mực thì giá cổ phiếu của Đàm Phú Mỹ nó không phải là 293 như chúng tôi mua, mà có thể hiện nay nhà nước mà thoái vốn thì Đàm Phú Mỹ nó sẽ lên 35-40.000 một cổ phiếu, chứ là còn nó cũng phải dừng 16-17.000. Cũng theo vị cổ đông này, trong khi lợi nhuận giảm theo cấp số nhân mà chi phí doanh nghiệp lại đang dành quá cồng kềnh cho khâu lưu thông, quảng cáo đã khiến cổ tức năm nay của các cổ đông chỉ khoảng 10%. Nỗi lo của các cổ đông về chuyện mất vốn không phải là vô căn cứ. Nhất là khi doanh nghiệp đã chi 1.000 tỷ đồng vào đầu tư hai dự án trì trệ là Sữa Sợi Đình Vũ và Ngân hàng Ocean Bank. Theo kế hoạch, doanh nghiệp này phải thoái vốn nhà nước về 51% năm 2018 và 36% vào năm 2020. Nhưng đến nay đã gần hết quý 3 của năm nay mà vẫn chưa thấy một động tĩnh hay thông tin gì về việc thoái vốn. Nhưng theo đại diện Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính, có lẽ cần thoái vốn ngay về 36% chứ không để qua hai bước là 51% rồi mới 36% nữa, nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp. Thế cái việc thoái vốn là sự trách nhiệm của hội đồng thành viên của tập đoàn Dầu Khí. Thế thì rõ ràng cái việc thoái vốn vừa qua họ chậm, chúng tôi cũng đã tham gia và có ý kiến đôn đốc. Và rõ ràng là theo cái lộ trình thì là năm 2018 xuống 51, 20 xuống 35 thì bây giờ đã chậm rồi. Thì rõ ràng tới đây thì rõ ràng cái phương án thoái vốn mà để đảm bảo đúng theo cái đăng ký của họ đề ra đến 2020 thì chắc là chúng ta phải tính phương án là thoái xuống đến 35% luôn đến 2020. Và bây giờ phải chuẩn bị phương án thì mới đảm bảo được yêu cầu. Mục đích của cổ phần hóa đó là nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Để làm được điều này thì thu hút cổ đông chiến lược và tham gia điều hành là một việc làm bắt buộc. Thế nhưng với quá trình thoái vốn chậm của nhiều doanh nghiệp nhà nước thời gian qua, thì việc có cổ đông chiến lược là điều không dễ dàng. Cổ đông chiến lược tham gia điều hành doanh nghiệp nhà nước lại càng xưa nay hiếm. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Con số đang báo động được đưa ra bởi Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Bộ Tài chính. Tính đến hết năm 2017, tỷ lệ vốn nhà nước thực bán qua cổ phần hóa và thoái vốn chỉ chiếm 7,5% số vốn của nhà nước nắm giữ. Giai đoạn 2011-2016, với 426 doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà đầu tư chiến lược cũng chỉ nắm được 7,3% vốn điều lệ của các doanh nghiệp này và chiếm chưa tới 10% cổ phần, thì việc tham gia hội đồng quản trị nhà đầu tư chiến lược chỉ mang tính hình thức. Bán vốn của nhà nước còn quá ít như vậy, cho nên những cái nhà đầu tư chiến lược hoặc cổ đông lớn mà nắm với cái tỷ lệ vốn chủ sở hữu quá ít thì cái việc tham gia vào cái hội đồng quản trị cũng như tham gia vào cái hoạt động điều hành quản trị kinh doanh của doanh nghiệp đó có tính chất hình thức. Phải nói rằng là gì, quá trình cổ phần hóa chúng ta thời gian qua tổng kết và thống kê lại thì chúng ta mới bán được 8% vốn nhà nước. Như vậy là nếu mà giả sử nhà vốn nhà nước 100% thì cơ bản là chúng ta mới bán được 8, còn lại hơn 90%. Như vậy một nhà đầu tư khi đầu tư vào một doanh nghiệp, nếu mà người ta không làm chủ đồng vốn của mình thì rõ ràng người ta sẽ e dè và người ta sẽ chỉ là đầu tư theo cái mạo hiểm, đầu tư theo hướng là gì, kiếm lời thôi, chứ không phải đầu tư theo hướng ý nghĩa là ở lâu dài. Chính vì thế cho nên là rất nhiều các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo đảng của nước cũng như cả các chuyên gia nói rằng là chúng ta phải thu hẹp nhanh, phải thu bán vốn nhà nước theo ý nghĩa đúng bán, là chúng ta phải thay đổi hoàn toàn bản chất. Có nghĩa là gì? Phải giảm tỷ lệ vốn nhà nước ở những lĩnh vực không nắm giữ, và những nước không nắm giữ nữa họ bán với tỷ lệ lớn để thu hút các nhà đầu tư, các cổ đông có tiềm lực và muốn ở lại lâu dài, người ta sẽ đầu tư mua nhiều hơn để người ta vào đầu tư doanh nghiệp, lấy cái mục tiêu mà sản xuất kinh doanh là chính chứ không phải mục tiêu là kiếm lời. Sự việc đầu năm 2018 vừa qua, nhà đầu tư chiến lược người Thái đơn vị đã mua 54% Sabeco với mức giá cao 110.000 tỷ đồng. Phải có thư ngỏ của chính phủ mới được phép điều hành Sabeco cho thấy quy định hiện nay với nhà đầu tư chiến lược còn quá chặt, cần có sự thay đổi về quy định và huy động nhà đầu tư vào điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp sớm hơn. Bởi suy cho cùng,
cái đích phải đến của cổ phần hóa vẫn là hiệu quả hoạt động. Mà hiệu quả này phải đến từ sự tham gia góp sức của các nhà đầu tư. Đâu là những yếu tố làm chậm tiến trình cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước? Trách nhiệm đó thuộc về ai? Làm thế nào để đẩy nhanh quá trình này? Để có thêm một góc nhìn về cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, phóng viên của chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Đức Trung, trưởng ban cải cách và phát triển doanh nghiệp thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Mời quý vị cùng theo dõi. Lời đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của VITV ngày hôm nay. Thưa ông, tiến độ cổ phần hóa năm 2018 có đạt được kế hoạch chính phủ đề ra là 85 doanh nghiệp nhà nước hay không? Chúng tôi theo dõi về kết quả cổ phần hóa trong nhiều năm rồi thì thông thường thì cái số lượng cổ phần hóa là thường là đạt được theo kế hoạch, đặc biệt là trong các giai đoạn cuối của các năm, các cái tháng cuối của các năm cũng như là các năm cuối của cái giai đoạn tái cơ cấu. Đấy, vấn đề là cái chất lượng cổ phần hóa, thể hiện ở cái tỷ lệ bán vốn nhà nước, tỷ lệ thu hút đầu tư ra nước ngoài thì nó có đạt được mục tiêu hay không thì qua nhiều năm cho thấy thì chất lượng cổ phần hóa thường là không đạt được. Nhưng mà về mặt số lượng cổ phần hóa, tức là số lượng doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần thì tôi cũng có cái nhìn lạc quan về kết quả sẽ đạt được. Thưa ông, hiện tại không chỉ cổ phần hóa chậm, thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp còn ghi nhận tình trạng ì ạch. Vậy theo ông thì đâu là nguyên nhân, phải chăng người lãnh đạo của các chính các doanh nghiệp này không muốn cổ phần hóa? Đúng là trong thời gian vừa qua có khá nhiều cái trường hợp các nhà đầu tư nhỏ, các cái cổ đông tư nhân có than phiền về cái việc là hoạt động của cái người đại diện phần vốn nhà nước không hiệu quả, thậm chí làm cản trở cái quá trình đổi mới quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa, cũng như là làm giảm cái hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực sự thì cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã tiến hành được hơn 25 năm rồi, mà cái lợi ích của cổ phần hóa thì nó đã được kiểm nhận, đã được kiểm chứng tốt cho cả nhà nước, doanh nghiệp, các nhà đầu tư, người lao động. Nhưng tuy nhiên trên thực tế thì cho đến nay vẫn còn bộ phận quản lý doanh nghiệp nhà nước, những người quản lý doanh nghiệp nhà nước vẫn còn e ngại cái việc cổ phần hóa sẽ làm giảm, thậm chí là mất đi cái vai trò vị trí của họ trong cái doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Vì vậy mà một bộ phận những người quản lý doanh nghiệp này không nỗ lực thực hiện tiến hành cổ phần hóa. Vâng, vậy theo ông cơ quan quản lý cần có biện pháp xử lý như thế nào với các lãnh đạo doanh nghiệp chậm cổ phần hóa và e ngại thoái vốn? Là để mà cái người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện tốt cái hoạt động của mình, thực hiện đúng chức năng của mình thì người đại diện phần vốn nhà nước phải hoạt động, phải mà thực hiện cái nhiệm vụ của mình với tư cách là một cái nhà quản lý chuyên nghiệp, một cái hành xử giống như là một cái nhà đầu tư tư nhân, tóm lại là như một doanh nhân. Thì cái người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp hiện nay chưa đáp ứng được cái tiêu chí này. Đấy, đặc biệt là về chế độ bổ nhiệm thay thế cán bộ quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nó vẫn theo cách thức như là những cái công chức viên chức nhà nước. Đấy, và thường được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ, rất khó thay thế trong quá trình hoạt động. Đấy, nguyên nhân là bởi vì là thứ nhất là vẫn do quy định, theo quy định pháp luật. Thứ hai là những người bổ nhiệm, những cơ quan đại diện chủ chịu không đủ công cụ và thông tin để mà giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý vốn tại doanh nghiệp. Đấy, nếu trong trường hợp mà có cái yếu kém về kết quả hoạt động thì không đủ thông tin để mà thay thế kịp thời và phục vụ tốt cho doanh nghiệp. Và vì vậy mà tôi cho rằng là trong thời gian tới cái vấn đề mấu chốt là phải đổi mới cái cơ chế cũng như đổi mới các cái chính sách đối với cả người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng tách hoàn toàn khỏi cái chế độ công chức viên chức, đảm bảo để cho người quản lý doanh nghiệp phải hoạt động như là những cái nhà quản lý chuyên nghiệp của cái khu vực tư nhân, của các cái doanh nghiệp. Và đặc biệt là phải có được đổi mới được cái hệ thống tiêu chí cũng như là hệ thống công cụ để mà giám sát, đánh giá cái người quản lý vốn một cách kịp thời, cập nhật thường xuyên và thay thế trong những trường hợp mà không hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng nhất. Cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. VITV chúc ông sức khỏe và thành công.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.